5, 4, 3, 2, xin chào các bạn, Mozi Channel đã quay trở lại rồi đây. Bạn mình có phong cách có 1, 0, 2 mà không được hài hước cả nhỏ mình ghét. Bạn muốn biến thăng học trở thành fan catwalk, nơi thể hiện style chất chơi của mình. Vậy thì hôm nay, với các món đồ ở Mozi cũng có, Sơ sẽ giúp các cậu thỏa niềm mong ước bằng cách mix các món đồ để đi học một tuần. Và không đơn giản chỉ là phối đồ thôi đâu, phải là mỗi ngày một màu, một kiểu khác nhau cơ nhá. Ok, bắt đầu thôi nào. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà thứ hai thì không bao giờ ngừng đến. Thế nên là lại phải xách ba lô lên và đi học thôi. Và để hòa mình vào cái không khí thời thu dịu mát này, mình sẽ chọn một tông màu nâu để lên đồ đi học vào ngày thứ hai đầu tuần này nhá. Vì thứ hai thì mình không có nhiều môn học lắm, thế nên là mình sẽ chỉ chọn một chiếc túi tốt như thế này thôi, rất là gọn nhẹ để sách vở ấy. Ngoài ra thì mình còn sắm thêm một em móc khóa gấu bông như thế này, và cái leng keng này mang đi học rất là vui luôn á. Và nhìn em ấy như này thôi nhưng mà không hề tầm thường nha. Đây, sẽ biểu diễn cho mọi người. Mình có thể điều chỉnh chân tay của em Mỹ theo mà chiều dài của mình muốn. Đây chính xác là khái niệm của chân dài tới nách luôn. Với tông màu nâu thì mình đã chọn một chiếc ví mini có hình chú gấu như thế này, cực kỳ hợp với cả chiếc túi của mình luôn. Đi học thiếu gì thì thiếu, chứ không thể thiếu tất cả đôi được. Con gái thì ai mà chẳng điệu một chút đúng không? Mà đặc biệt là phải đẹp hơn đứa mình ghét. Thế nên là với châm ngôn đẹp hơn đứa mình ghét ấy thì mình đã sắm hai phụ kiện tóc, đó chính là một chiếc băng đô có hình kẻ caro như thế này và một chiếc scrunchie. Thì cái scrunchie này mình sẽ không chỉ là buộc tóc khi mà mình thấy nóng ấy, mình có thể đeo ở tay ở đây để làm phụ kiện như là vòng tay luôn. Túi tốt này trông nhỏ gọn thôi nhưng mà cũng rộng lắm đấy. Thế nên là mình có thể để vừa sách giáo khoa cũng như vở ghi của mình mà không hề lo bị nhầu nát. Với tông màu nâu thì mình đã tiêng ngay một em ví mini siêu gọn nhẹ để tiện mang tới trường này. Thêm một em hộp bút lớn để cất các món đồ dùng học tập của mình nữa. Chà, outfit hôm nay của mình toàn là họa tiết gấu luôn ý, cứ phải gọi là quá hợp luôn. Cùng ngắm qua outfit thứ hai đầu tuần của mình nhá. Thứ ba hôm nay thì mình sẽ diện một tông màu hồng bánh bèo để cho cuộc đời thêm bay bổng và thơ mộng nha. Điểm đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là quyển vở lò xo này. Vì thứ ba mình học rất là nhiều môn chính, thế nên là có cái quyển vở này rồi thì mình không phải lo là hết giấy nữa. Mình sẽ refill vào khi nào mà mình muốn. Và chỉ dùng em lò xo này để gắn lại khi mà mình học xong. Chiều nay thì mình có cả đi học thêm tiếng Anh nữa, thế nên là mình sẽ mang bảo bối của mình, đó chính là một quyển sổ từ vựng như thế này. Mình có thể lật ra này và viết các từ, và khi nào mình muốn ôn tập thì mình chỉ cần xem một bên đi để mình đoán xem nghĩa nó là gì, hoặc là đoán xem từ đấy là từ nào trong loạt nghĩa ở đây. Cực kỳ tiện luôn, đó chính là bảo bối để mình có được 9 phẩy tiếng Anh đấy. Wow. Hôm nay thì thay vì scrunchie, mình sẽ mang một chiếc kẹp tóc này cho nó gọn. Và ở đây mình có một hình quả táo rất là xinh nè. Vì học cả ngày thế nên là không thể thiếu một chiếc hộp kính, để khi mà nghỉ trưa thì mình có thể cất kính vào. Cái loại này thì nó có bọc da rất là chắc chắn, thế nên là không lo bị hỏng kính đâu nha. Vì phòng học thêm thì rất là bé và lại còn nóng nữa chứ, thế nên là mình đã phải sắm ngay một em quạt đeo tay như thế này. Đây, và khi mà ngồi phòng học lúc nào mình thấy nóng chỉ cần ấn nút và nó sẽ mát ngay lập tức. Hôm nay vừa phải đi học trên trường mà buổi chiều còn học thêm tiếng Anh nữa, thế nên là phải mang quá trời sách vở luôn. Thế nhưng chỉ là chuyện nhỏ như con hỏi với em ba lô hồng của mình này, đựng vừa hết luôn nhá. Outfit hôm nay tuy cũng hưởng phấn nàng thơ đây nhưng mà cũng năng động lắm nhá. Cực kỳ hợp với một ngày học tập bận rộn của chúng mình, mà diện xét này thì cũng không lo bị gọi là bánh bèo đâu nhá. Đồ ngày hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn một chút, tại vì mình sẽ không phối theo một cái tông màu cụ thể nào cả, mà sẽ chọn toàn là đồ lấp lánh bling bling để có thể nổi bật nhất cả lớp luôn. À đâu, phải là cả trường chứ. Và đặc biệt là trong team class nữa. Đầu tiên thì mình sẽ có một chiếc ba lô hologram lấp lánh như thế này. Đi cùng với em ba lô này thì mình sẽ có một em dây buộc tóc và kẹp tóc ổ dây không kém này nữa. Chiếc dây buộc tóc này thì nó sẽ đặc biệt hơn cả, tại vì là mình mua một chiếc cho mình và một chiếc cho bạn thân mình. Đây, khi mà để hai cái gần nhau thì nó sẽ dính lại như thế này nè.
Để tăng độ điệu đà cho set đồ ngày hôm nay thì mình có sắm thêm một set khuyên tai 3 đôi ngọc trai hoa trái như này để có thể đeo sáng một đôi, chiều một đôi và tối một đôi nữa. Đi đôi với cả set khuyên tai ngọc trai hoa trái đó thì mình có cả một chiếc dây đeo kính như thế này. Đây. Tiếp tục để cho tăng sự lấp lánh ố dề thì mình có mua thêm một chiếc móc khóa bling bling như thế này, đủ sắc màu luôn. Và mình sẽ treo vào ba lô ở đây nha. Outfit hôm nay của mình tuy có hơi ra dễ, hơi ố dề một chút, nhưng mà tuổi trẻ có mấy khi đâu đúng không nào? Cứ tự tin, tỏa sáng, thỏa sức thể hiện phong cách riêng của các cậu nha. Mùa thu thì luôn gắn liền với những cái cơn mưa bất chợt, mà hình như là thứ năm này dự báo thời tiết cũng báo là sẽ mưa. Và với tâm thế bất chấp mọi cơn mưa và sẵn sàng đi học, và mình quyết định là sẽ diện luôn toàn bộ đồ màu xanh dương cho thứ năm này. Đầu tiên thì không thể thiếu được chiếc ô dù gập tự động này để trong ba lô, rất là gọn và tiện luôn á. Không biết trường các cậu thế nào, chứ trường mình thì nếu mà trời mưa thì lại không phải đi giày luôn. Mình đã chuẩn bị sẵn một đôi tip croc như thế này để hôm nào trời mưa là mình xỏ lên và đi thôi. Ngoài ra thì các cậu thấy là trên đôi croc này của mình có rất là nhiều hình cute không? Đôi này mình mua ở Moji, và đặc biệt là ở Moji thì khi các cậu mua croc thì sẽ được tặng kèm hai chú Zibit nha. Cực kỳ tiện và hời luôn á. Nhưng mà không phải là hôm nào mình cũng sẽ nhớ ra mà để đi croc, tự dưng nó mưa giữa đường thì làm sao. Thế nên là cứ trời mưa là trong ba lô mình lại có một chiếc, gọi là gì nhỉ? À mình nhớ rồi, đây là chai làm sạch giày. Mà hôm nào mà trời mưa mà chót đi sneaker trắng ý, là chỉ cần vài đường của em này thôi là sạch bong luôn nha. Cứ mỗi khi những cơn mưa bất chợt đổ ào xuống thì mình lại rút ngay em bảo bối một chiếc ô gấp gọn mà mình đã cất sẵn trong ba lô này ra. Gấp lại thì nhỏ gọn, nhưng khi bung ô ra thì lại rất là to, sẵn sàng chấp mọi cơn mưa trên con đường đi học của mình luôn. Từ đầu tuần đến giờ thì mình đã mix đồ màu nâu này, màu xanh dương này, màu hồng nữa. Thì hôm nay mình sẽ đổi mới hơn một chút, thì không phải màu đen đâu nhá. Và hôm nay chúng mình sẽ phối đồ với họa tiết kẻ caro. Và làm sao hề thiếu được chiếc ba lô kẻ caro đen trắng thời thượng này của mình nữa. Với chiếc ba lô này thì mình được tặng kèm theo một chiếc móc khóa hình chú gấu này. Đúng là combo vừa cool ngầu lại còn cute nữa chứ, đánh gục mọi con tim luôn. Ngoài ra thì với họa tiết kẻ caro thì mình có sắm thêm được cả một chiếc mũ bucket hat để đi học đội cho đỡ nắng ấy. Thì với chiếc mũ này mình có thể lộn ra, lộn vào, cả hai mặt đều dùng được luôn. Đúng là mua một mà lại được hai, quá là hời luôn á. Vì hôm nay mình có một tiết thuyết trình, thế nên là phải mang laptop đi. Mà mang laptop thì phải có túi đựng laptop chứ đúng không? Hôm nay mình mang chiếc túi đựng laptop kẻ caro này của mình. Chiếc túi này thì phía bên trong nó có cả lớp lót bông, thế nên là không sợ bị cháy xước laptop của mọi người đâu nha. Đi qua quầy phụ kiện điện tử thì mình lại nhớ được cả em Muji Pop. Đây, có hình trái tim kẻ caro. Và ở phía bên trong có cả gương nữa, để khi nào mình cảm thấy phải xem lại bản thân ấy. Phải xem lại bản thân. Ôi trời ơi. Và một chiếc gương để có thể tút phát lại nhan sắc nữa. Đây. Và ta-da, đây là chiếc outfit toàn là các món đồ kẻ caro của mình. So về độ độc đáo của outfit này mà em nó cứ đứng thứ hai thì chắc là không ai chủ nhật đâu nhá. Cực kỳ thích hợp cho các bạn đi theo phong cách chất chơi người rơi khi đi học luôn nè. Thứ bảy, bật chế độ xanh lá chứ không hề xa lánh nha. Và hôm nay thì các cậu cũng đoán được tông màu mình chọn để phối đồ cho ngày thứ bảy đi học của mình là gì rồi đúng không? Hôm nay thì mình chỉ học buổi sáng thôi, thế nên mình sẽ mang một quyển sổ mini để ghi chép các công thức toán học và một số cái ghi chú mà các thầy cô dặn ấy. Ngoài ra thì mình có mang hai quyển vở mỏng để ghi các môn phụ nữa nè. Ngoài ra thì hôm nay mình có cầm thêm cả một chiếc bình nước nữa. Thì đây, chính là điểm đặc biệt của em bình nước này, đó chính là nó có hai ngăn á. Mình có thể một bên pha trà và một bên pha nước lọc. Pha nước lọc. Một bên thì có thể để nước lọc này, một bên có thể pha trà. Hai ngăn như này rất là tiện nếu mà mình muốn mang đi học luôn. Mình sẽ cho vào đây. Chắc là chiều nay thì mình sẽ lên thư viện một chút để mượn một số quyển sách tài liệu. Thế nên là thẻ học sinh là thứ không thể thiếu được. Một chiếc thẻ học sinh có dây strap màu xanh luôn. Và bìa thẻ có hình bầu trời rất là xinh, cực kỳ thơ mộng luôn nhá. Và bên cạnh đó thì mình cũng sắm thêm một em bút tải trong suốt mới như thế này để cất các đồ dùng học tập. Mà hôm nay cũng là thứ bảy rồi, cũng có khá là ít môn, thì nên là mình sẽ chỉ mang một em túi tốt puffy xanh là đủ cất sách vở các kiểu rồi đấy.
Outfit xanh lá nhưng không hề xa lánh này vô cùng hợp cạ với các bạn muốn thử điều gì đó mới mẻ hơn này, thay vì những tông màu hồng hay là trắng đen basic như bình thường ấy. Thử mix các món đồ có một màu sắc mới lạ hơn cũng là cách để mình đổi mới bản thân các cậu nhỉ. Và đối với ngày chủ nhật, ngày thảnh thơi cuối cùng của tuần học vừa rồi, thì mình sẽ chọn một tông màu tím mộng mơ để lên đồ cho ngày hôm nay nha. Và đầu tiên thì vẫn cứ là một em túi tốt kể caro tím cực kỳ hợp để mình đeo đi chơi cũng như là đi học luôn này. Vì hôm nay thì mình sẽ đi dạo ở công viên để tận hưởng bầu không khí mùa thu dịu mát và vẽ một vài bức tranh mà mình thích, nên là mình sẽ mang một cuốn vở giấy trắng để vẽ vời, và cùng với đó thì mình sẽ mang thêm một hộp bút màu nước với 12 màu khác nhau. Tiếp theo là một chiếc dây đeo để khẩu trang của mình thêm phần độc đáo và giúp mình không bị để quên mỗi khi gỡ khẩu trang ra đấy. Bây giờ hãy cùng mình nhìn lại 7 outfit xinh xắn vừa rồi nha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Và vừa rồi thì mình đã gợi ý cho các cậu 7 outfit với các thể loại màu sắc và họa tiết khác nhau cho một tuần tới trường. Các cậu có thể đến mua gì để tự sắm cho mình cái món đồ xinh xắn này, tự tin xuống chính khi mà đến trường nha. Tất cả sản phẩm có trong video ngày hôm nay thì đều có ở trên toàn hệ thống của cửa hàng mua gì. Các cậu có thể xem ở trên website, Facebook hay là Instagram và đặt hàng online hoặc đến tận cửa hàng để tự sắm cho mình những cái món đồ xinh xinh này nha. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Moji Channel và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới nha. À, đừng quên comment chủ đề mà các cậu muốn Moji làm trong video sắp tới. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.